Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã chế tạo thành công bộ giáp của Captain America. Và với bộ giáp này thì mình có thêm một món vũ khí độc quyền nữa, đó chính là cái khiên của ảnh. Và cái này thì mình có thể thoải mái phóng đi và có thể triệu hồi lại được ngay lập tức luôn, nên rất là tiện trong việc chiến đấu. Rồi và ngoài ra thì mình còn nhặt được một cái robot kiến nữa, nhưng mà mình chưa có test thử. Để bây giờ thì mình sẽ test thử coi con robot kiến này nó có sẽ khác gì so với cái con robot nhện đó không nhá. Và mình sẽ triệu hồi nó xa xa nhà một tí để tránh trường hợp nó hủy hoại cái vùng đất gần nhà mình. Rồi ăn một miếng thịt vô nè, sau đó triệu hồi con kiến ra thôi. Ui, robot kiến đỏ. Và thêm về kích thước thì mình thấy con kiến này nó nhỏ hơn con nhện kia một tí á, và giờ mình sẽ thử cưỡi nó nhá. Đây coi leo lên có được không. Vẫn được luôn. Và không biết nó có tấn công mục tiêu phía trước giống như con nhện không ta. Không biết có được không nữa. Và khi đi thì nó sẽ không tạo ra mấy cái ô đất bị kiểu như là hết cỏ các bạn ơi. Và thử đi ngang. Ui, đi ngang mấy bé bướm là không có tấn công được nè. Ủa vậy là con kiến này nó đỡ nguy hiểm hơn so với. Ê. Không, nó vẫn tấn công các bạn ơi. Đi ngang với ngựa vẫn bị mất máu kìa. Vậy là kiến và nhện á đều là hai con robot có thể tấn công mục tiêu ở phía trước bằng cái cặp càng á. Ui nhưng mà nhìn con kiến này nhìn có vẻ nguy hiểm hơn á. Rồi và tạm thời mình đã test xong. Ui và động cơ phía sau có hai cái ống khói luôn. Con nhện thì chỉ có một ống khói sau lưng thôi. Con kiến thấy hai ống khói lần luôn á. Đó chính là sự khác biệt của hai cái loại robot này. Rồi và trong ngày hôm nay thì mình sẽ trở lại với cái nhiệm vụ, đó chính là đi tìm cái loại khoáng sản Vibranium. Ở tập trước thì mình đã thử qua cái vùng đất Wakanda mà mình tìm được gần cái hòn đảo này nè. Và mình để ý đó là phía dưới nó không có cái loại Vibranium đó. Nên trong ngày hôm nay mình quyết định sẽ làm ra một cái bản đồ dẫn tới thế giới Wakanda. Đây chính là cái bản đồ dẫn tới thế giới Wakanda nè. Và mình cần phải có những cái khối tinh thể màu xanh, cũng như là khối sắt đen và kim cương đỏ, cũng như là một cái bản đồ trống á. Mà hiện tại thì kim cương đỏ thì hình như mình có nè. Rồi sắt đen thì mình cũng có luôn, nhưng mà mình chỉ thiếu cái purple crystal thôi. Và trong rương này thì mình mới có hai à. Để mình xuống dưới coi ở dưới kho phía dưới mình có còn không nhá. Và trong thời gian dưới hai tập mình đã sửa soạn lại cái căn cứ mình một tí rồi. Mình chỉ mới ốp tường nè, cũng như lắp đèn sơ vào thôi. Sắp tới thì mình sẽ tiếp tục trang trí để cho cái căn cứ của mình thật là lộng lẫy nhá. Và coi nào, cái kho của mình nó còn được hai nữa, là mới được có một khối thôi hả. Mình chỉ được một khối hả ta. Vậy là mình cần phải có thêm ba khối nữa. Để bây giờ mình sẽ trở lại cái hang lần trước coi. Hình như lần trước mình có lưu một cái điểm ở đây. Ở đây nè. Dưới này còn quá trời những cái purple crystal luôn, tha hồ mà đào luôn á. Ok, bây giờ thì mình sẽ farm đến khi nào đủ ba khối nữa nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ trở về nhà và tiếp tục với cái công việc chế tạo thôi. A few moments later. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với công việc chế tạo nhá. Mình cần làm một cái la bàn trước các bạn ơi, thì mới có thể tạo ra được một cái bản đồ trống á, theo công thức giống như vậy nè. Rồi giờ mình sẽ nén thêm khối sắt đen, cũng như là những cái tinh thể màu tím nữa. Vậy là mình đã hoàn toàn đủ những cái công thức rồi. Giờ thì ấn nhanh một cái để tạo ra một cái bản đồ Wakanda. Nhưng mà cái này thì nó không có kích hoạt được ở cái vùng đồng bằng giống như vậy á. Nè, mình kích hoạt thì nó đâu có dẫn tới thế giới Wakanda đâu. Mình phải đi tới một cái khu Saibana hoặc là khu rừng á thì mới có thể di chuyển tới cái thế giới Wakanda cơ. Mà cái bản đồ mình á chưa gặp cái vùng hoang mạc lần nào luôn. Khu rừng thì càng không á, nên chắc bây giờ thì mình sẽ ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy á thì mình sẽ mặc cái bộ đồ của máy bay phản lực nhá. Để coi trong này, ui trong này có luôn nè. Ui hay là bây giờ mình đi buổi tối luôn cũng được ta. Sẵn đó mình tìm thêm quái vật và farm luôn á. Trong màn đêm thì sẽ có nhiều loại quái vật mà ban ngày nó sẽ không bao giờ xuất hiện đâu, nên cũng khá là hấp dẫn đó. Rồi cất thêm cái loại này vào. Thức ăn thì hình như mình còn thiếu á, để mình đem theo mấy cái thịt bò bít tết đi. Đây được 19 miếng và 25 miếng luôn, tha hồ mà ăn nhá. Không chần chờ gì nữa, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu biến hình thôi. Đó. Ui biến hình cái nó văng đồ.
của anh đội chân Mỹ ra luôn nè. Phải lượm vô để ông thôi mất á. Cái này chế tạo rất là mắc luôn. Rồi giờ thì mình sẽ biến thành một cái, rồi sau đó đi về hướng nào đây ta? Mình sẽ đi ngược lại đi, đi về hướng bên đây đi, tại vì hướng bên đây mình rất ít khi đi nè, để mình có thể đi tìm khu rừng hoặc là cái vùng Savanna nhá. Ui, bên đây mình thấy quá trời mấy cái khủng long máy móc luôn nè, để bây giờ mình sẽ xuống dưới đây farm nhá. Robot chiến đấu nè. Ủa, sao nó không đánh mình? Hay là nó biết mình là robot chung là đồng minh với nó không có đánh mình ta? Ui nè. Ui thân thiện ghê luôn á, không đánh mình luôn. Ui chắc mình mặc cái máy bay robot nên nó biết đồng minh với nó không có đánh nè. Nhưng mà rất tiếc là mình cần phải farm thêm những cái khúc xương của T-Rex để mình mang về chế tạo á. Ủa sao mấy con này hôm nay thân thiện vậy? Zombie cũng không đánh mình luôn nè. Hay là mình có trong tay cái găng tay vô cực nó. Ê. À, hổm này, con này hổm. Zombie còn chưa dám đánh mình, con nhện này hổm sượt, hổm sượt. Hổm sượt nè, hổm sượt là bị ha quýnh liền. Mấy con nào mà không đánh mình thì mình sẽ không đánh lại nhá. Và đằng này có, ui có bà triệu hồi nè. Bà này đổi cái gì đây? À con nhện hung nữa. Vậy là trong thế giới này chứ con nhện là không sợ mình thôi các bạn ơi. Mấy con nhện này nó liều thiệt á, liều nè. Ăn gì mà liều vậy mấy con nhện. Còn có một máu thôi mà cũng xum xum. Rồi bà này đổi cái gì? Để mình kiểm tra thử coi. Ý, mình phải búng con này mới được cái tội lì lợm nè. Mình sẽ chuyển sang đá sức mạnh. Đâu rồi? À, Power Gem nè. Rồi con nhện đâu? Hổm nè. Hổm. Ui. Ui. Chết không? Trời ơi. Mình búng nhầm rồi. Ui ui. Con gì ấy? Con gì á? Ây da, ây da. Ui chết chứ, con gì bé tẹo mà nó quýnh ghê vậy? Ui chết không? Ui ui, chúng độc ghê quá. Để mình ăn miếng thịt này vô đã. Ui tự nhiên mình giết đồng minh của mình rồi. Đằng kia là cái gì vậy ta? Màu xanh xanh là cái gì không biết nữa. Plasma unit, dùng để chế tạo một cái cây súng laser hả? Ui xịn nha. À đây đây đây, những cái đầu lâu của Skeleton. Đầu lâu Skeleton nè, dám quýnh mình hả? Thì ra đây là những cái đầu lâu truy đuổi mình vào ban đêm chứ. Nguy hiểm thiệt. Nè đầu lâu nè, đầu lâu. Rồi bằng này còn con nào mà còn dám quýnh mình không? Hình như hết rồi. Và đằng kia mình thấy có vài cái con khủng long máy móc nữa. Để mình qua mình farm nốt luôn các bạn ơi. Kiếm thêm những cái xương T-Rex mang về á. Tomorrow. Và đằng này là dùng đất gì đấy? Ồ, mình cũng chưa biết nữa. Cái này có phải là Savannah không ta? Chưa, để mình dùng thử cái bản đồ Wakanda cái đã. Không phải rồi, cái này không phải vùng Savannah các bạn ơi. Mình thấy nó giống một cái đồng bằng hơn ý. Ủa đúng rồi, chắc là nó. Ủa đúng rồi, đồng bằng rồi. Và đằng này có bò nè. Ui vậy là gặp một cái hòn đảo nữa hả? Tính ra trong thế giới này có nhiều đảo quá ta. Ý nè, tới rồi. Đây là cái cây chỉ có ở vùng Savannah thôi. Được đó nha. Và đằng này có mấy tên cướp nữa. Cướp nè. Ăn cướp mà gặp mình cầm găng tay vô cực là chết liền. Tại vì mình không thích mấy tên cướp cho lắm các bạn ơi. Chuyên gia đánh mấy cái động vật yếu đuối á, nên mình sẽ chừng trị thẳng tay luôn. Và vứt đi những thứ không cần thiết, chẳng hạn như là cái gạo này đi. Gỗ thì mình sẽ đổi ra mấy cái que nhá, để cho nó tiết kiệm cái không gian hơn. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu kích hoạt cái bản đồ Wakanda này ngay dưới gốc cây. Búp. Đó, chuẩn mà. Rồi và mình đang lót thế giới ở vùng đất Wakanda. Hy vọng ở thế giới này thì mình có thể mang về được những cái cái đó là khoáng sản gì ta, quên mất tiêu tên rồi. Nè đây nè, vibranium. Vậy như vậy thì cái loại khoáng sản vibranium chỉ có độc quyền ở vùng đất Wakanda thôi các bạn ơi, mà phải bắt buộc là dùng cái bản đồ nhá, chứ mình đi tìm kiếm trên kia là hình như qua thế giới Wakanda phát thì phải treo mình không, mà ở dưới không có miếng vibranium nữa. Ui quá là xịn luôn. Mình sẽ chặn cái chỗ lava này lại cái đã. Tự nhiên nó che cái chỗ mình đào. Kỳ cục kẹo ha. Rồi và đào thêm thôi. Mới xuống thôi mà mình đã nhặt được 4 cái vibranium rồi. Mình lâu lâu mình mới xuống thôi đó, nên mình bắt buộc phải mang thiệt là nhiều về để dùng lâu dài luôn. Còn sắt đen thì từ không thẳng đào cũng được. Chủ yếu là đào vibranium thôi. Được bao nhiêu đây? Được 9 cái rồi.
Wow, sướng nha. Hên thiệt á, mình xuất hiện một phát lọt tuốt ở dưới hang luôn chứ. Sẵn tiện mình tìm thấy vibranium nên đào cho đã. À, hướng bên này có quá trời nè. Wow, thích nha. Ui mà công nhận cái này nó xuất hiện nhiều thiệt các bạn ơi. Phải công nhận là nó nhiều thiệt á. À, xuất hiện cái kế bên nhau mà nên rất là dễ đào luôn. Đằng kia vẫn còn nữa kìa. Để mình qua mình đào trước cái đã. Kim cương thì gặp thì mình cứ đào thôi, còn vibranium thì mình sẽ ưu tiên hàng đầu nhá. Đây nữa nè. Sắt đen nữa ta. Nhiều vậy. Nhưng mà trên hết vẫn là vibranium. Và cái này nó hơi tiếc một điều á là mình không có dùng được cái dòng gia tài á, phải chi mình dùng được cái dòng gia tài lên cái loại vibranium này thì chắc mình sẽ không có mất quá nhiều thời gian trong việc đào nó đâu. Và có vẻ ui, trên này còn có bò cạp nữa. Bò cạp ấy da bò... Ui trời ơi, bò cạp cuốn đau vậy. Bò cạp có chút xíu mà chích đau ghê luôn á. Rồi và đi tiếp về hướng còn lại coi anh còn nó còn vibranium không nhá. Mình hết trơn mấy cái giấc mơ người đào mỏ rồi, xương xương rồng chưa kịp lớn để mình có thể farm á, nên mình chưa có làm thêm những cái giấc mơ người nào mỏ. Giờ mà có giấc mơ người nào mỏ xuống đây đào á lẽ hơi bị ghiền luôn á. Và hướng này tiếp tục là vibranium nè. Sẵn tiện á thì mình sẽ farm thêm kinh nghiệm để nâng cấp giáp nhá, chứ nâng cấp mấy cái dòng một một hoài thì nó cũng quê lắm luôn á. Người ta nâng cấp dòng xịn hết rồi mà mình vẫn xài những dòng enchant cấp độ một thôi, rất là cựu bắp luôn. Và hướng bên này tiếp tục là vibranium. Và nãy giờ thì mình đào được 31 rồi nè. Mình nghĩ đào khoảng một stack mấy, hai stack mang về là đủ dùng trong một khoảng thời gian nhất định đó. Và kim cương đỏ thì cũng đào về luôn. Vì kim cương đỏ là một cái loại khoáng sản cái đó nói là khá là hiếm. Nhưng mà sao mấy con gà cồn này nó lại chui xuống đây ta? Không hiểu sao ở trên là cái đường xuống hay sao mà nó chui xuống đây được hay vậy. Pho tượng. Bây giờ mình sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ là dùng cái viên đá sức mạnh để coi coi có kết liễu được cái pho tượng này không nhá. Em chuyển sang đá sức mạnh cái đã. Không tấn công được. Pho tượng này mạnh ghê, bắt được không? Không bắt được luôn nhá. Cà kìa nè. Ui không đánh được luôn, thôi 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 thôi. Nó bờ mình rồi, tốt nhất mình cũng không nên gới vô nó đâu. Nó giận lên, nó quýnh mình nha, có nước chết bèo á. Nó cũng không tới nổi đâu các bạn ơi, nó chỉ nhét mình vô một cái chiều không gian mà mình không thể nào di chuyển được thôi. Chết vì rơi tự do xuống đầu voi á, đó là cái chết từ từ á, rất là đáng sợ luôn. Nên mình sẽ né né nó ra nhá. Và tiếp tục là Vibranium nè. Nãy giờ mới được có 37 à. Và hiện tại mình đang ở tầng thứ 30 rồi các bạn ơi. Ok, để bây giờ mình sẽ đào sâu sâu xuống tầng khoảng 11 đi. Hy vọng mấy tầng thấp thấp như vậy thì mình sẽ có thể dễ dàng gặp được Vibranium nhá. Biết đâu được dưới thế giới này còn thêm một vài loại khoáng sản độc quyền nữa thì sao. Giờ thì không chần chờ gì nữa, xuống tầng thứ 11 thôi. Ui, ui, ở dưới vẫn có các bạn ơi. Gì được rồi. Tại vì mình muốn tìm thêm nhiều loại khoáng sản xịn hơn nữa cơ. Ngoài vibranium thì còn có một số loại khoáng sản mà mình vẫn chưa tìm ra được nữa ấy. Nên tranh thủ lúc này thì mình sẽ thử tìm luôn. Và có vẻ tỷ lệ gặp nó rất là hiếm luôn á. Ơi có vẻ cái cách này nó không khả thi rồi các bạn ơi. Để mình đào thêm một đoạn nữa nhé. Nếu mà không gặp thì chắc mình sẽ đổi chiến thuật thôi. Đi lên trên tìm một cái hang đào vibranium nó sẽ tích hơn và nhiều hơn nữa. Chứ đào cái này thì nó hơi hên xui một xíu á. Đúng rồi. Ok, để mình đào thêm một đoạn nữa nha các bạn. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Đi một lúc thì mình gặp được một cái hang nè. Ai da da. Ui chết rồi, chết rồi. Bị cháy rồi. Mình né lava không có kịp. Ăn táo vô. Ăn táo nó sẽ cho mình kháng lửa ấy. Đó. để chết liền. À, qua đây khám phá cái rợ viên thử xem. Mùi đào suýt nữa thì rớt xuống lava mất tiêu rồi. Mình cũng không có đem theo cái xô nữa. Mình hậu đậu quá, phải chi đem cái xô là ngon rồi. Giờ có thể băng qua cái hồ này dễ dàng hơn. Nhưng mà không sao, để mình vào đây thử coi. Tại vì thường thường trong hang mình thấy nó nhiều vibranium hơn nhiều. Chứ đào kiểu kia hên xui lắm. Nè 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 nè. Cái đống bên đây nè. Giờ không chần chừ nữa qua đây luôn thôi. Và mình thấy bên thế giới này nó hơi giật một xíu á. Không hiểu sao nữa, chắc tại nhiều cái công trình quá. Phía trên mình á, mình thấy trên bản đồ nè, có rất là nhiều những cái nhà của mấy anh chị em người Wakanda luôn. Là một xíu mình sẽ lên trên và khám phá thử xem nhá. Sẵn đó mua bán trao đổi luôn ấy. Tại vì mình thấy dân làng dưới đây rất là hân thiện luôn. Trao đổi thì không có quá mắc á. Nên được thì cứ trao đổi với mấy anh chị dưới này thôi. Và băm thêm vibranium nữa nè.
Nó được bao nhiêu rồi? Được một stack mấy rồi? Làm giàu không có các bạn ơi, có trên đây nữa nè. Rồi và đi qua bên đây tiếp thôi. Bên đây tiếp tục là Vibranium ha. Sử dụng Hammer đi, đào cho nó lẹ. Đào một lần 2-3 cái luôn cho nó hết nha. Rồi và tiếp tục là bên đây nè. Đào ra luôn. Ui cái này đúng là trong hang nó nhiều thiệt. Hang chi nãy giờ mình tìm ở dưới bằng cách đào thông thường á, nó khó gặp cực ý. Rồi và bên đây còn không? Còn nữa. Đã thật sự nha. Vậy là mình được một stack đầu tiên rồi nè, có lên một tí nữa thì chúng ta sẽ có được hai stack thôi, không lâu đó quá đâu. Và ui trên trên nóc vẫn còn kìa. Bên đằng kia là cái gì vậy? Ủa cái loot bag gì mà đen thui vậy ta? Chưa chưa chưa, để mình lên đó mình kiểm tra thử nha. Loot bag gì ngộ vậy? Không biết loot bag này là loot bag gì nữa. Bát bát. À cái loot bag triệu hồi cái con dơi. Trời ơi, làm giật hết cả mình à, tưởng đâu loot bag gì không. Và mình sẽ cố gắng lấy nốt số Baranium ở trên đó rồi sau đó lên trên nha các bạn, để coi coi phía trên đó có cái gì đặc biệt khác để mình có thể khám phá không nhá. Ui, chưa 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 chưa. Mấy thằng kia có mấy bác thợ mỏ kìa. Hình như mấy bác này cũng đang đi tìm Vibranium thì phải. Đồng nghiệp các bạn ơi. Hello mấy cưng. Ui. Ui làm gì đây, gì đây? Làm gì toát mồ hôi dữ mấy anh? Mấy anh làm gì mà toát mồ hôi căng vậy? Bình tĩnh, có tôi đây, không ai dám gỡ vô đâu. Còn coi mấy anh này có trao đổi với mình cái gì không? Không có trao đổi các bạn ơi. Chắc mấy anh này xuống đây cũng tìm Vibranium giống mình chứ gì. Ui, dưới đó có con gì ghê vậy? Mẹ anh không đi đào mà nhảy xuống lava làm gì? Ui anh kia sợ quá nhảy xuống lava thấm rồi. Trời ơi mấy anh này bó tay luôn á. Mình cũng sợ lava không ngồi mấy anh. Anh kia nhảy xuống xong cái mất tiêu luôn rồi. Ê, cái tình luôn anh này giờ thành cô đơn luôn rồi đó. Đi hai người về còn có người à. Thôi nha đừng có buồn quá, nhảy xuống chung anh kia là ha. Tôi không chịu trách nhiệm đâu á. Hình như đang tìm cách lại đằng kia phải, để mở đường cho anh ấy đi nhá. Đó, tốt gì còn đòi gì nữa. Rồi và bây giờ mình sẽ lấy nốt số Vibranium bên đây là xong rồi đó. Là hết trong cái rờ viên này rồi. Được bao nhiêu ta? Được 25 rồi. Cái này nữa là 27. Cũng khá là nhiều đó. Và để lên trên nhanh hơn thì mình sẽ dịch chuyển bằng cái bản đồ nhá. Đây dịch chuyển lên trên luôn. Đó, rước ngay xuống cái lỡ cái hồ. Và đây là một cái nhà của anh chị nào đây? Không biết mấy anh chị này còn buôn bán đồ không ta? Ui có gói vàng nè. Ui xin luôn. Được thiệt sự, được thiệt sự. Rồi và đằng kia là những... Ui những người dân hay là cái gì vậy? Ui đây nè nè. À những người dân ở dưới Wakanda. Đổi thịt lấy Vibranium luôn. Ô ngoài ra thì Vibranium mình còn có thể trao đổi bằng thịt cơ. Ui hé, phải chi mình có nhiều thịt chắc mình xuống đây mình đổi cũng giàu ra khá á. Đỡ phải đi đào các bạn ơi. Và đây là những cái... Ui mấy bác dân làng bị lỗi sao nè? Đổi Emerald đấy đất sét hả? Đây là lỗi đổi len nữa. Vậy là cái gì ta? Cái này là loại Vibranium nè, có thể trao đổi từ rất là nhiều hàng hóa khác nhau á. Không chỉ có ui đây đây đây. Những cây xẻng không giữ. Nó giống như cây kiếm lần trước mình chiến đấu vậy á. Đi sau lưng khiều mình miết à. Ê, làm gì đây? Con này làm gì đây? Lại nhà người ta ăn cướp hay gì? Mấy con zombie dám xuống đây, mấy người dưới này mạnh lắm luôn á, đừng đùa. Và ở Wakanda này có một siêu anh hùng được chế, có bộ giáp chế tạo từ cái loại khoáng sản Vibranium này, mà một xíu thì mình sẽ mang về chế tạo cho các bạn xem nhá. Và các bạn có đoán ra người anh hùng đó là ai chưa thì nhớ comment ở phía dưới nha. Và giờ thì tiếp tục đi thôi. Úi, úi thằng này có mấy anh Wakanda đang chơi với Creeper Baby kìa. À như vậy thì Creeper dưới đây khá là thân thiện các bạn ơi, không có làm hại mấy bác dân làng dưới này á. Ủa nhưng mà các bạn có để ý là cái loại vàng á là hình như nhà nào cũng có thì phải. Nãy giờ mình lượm được mấy khối rồi, được 3 khối rồi. 3 khối vàng nữa. Đi đi đây nè, có nữa nè. Ui 4 khối luôn. Xịn á. Còn vàng nào nữa không? Nhưng mà sao đây không thấy nhiều quá ta? Ui Creeper giờ thân thiện lắm. Mình cũng không không nổ luôn nè. Hay là tại mình có găng tay vô cực nha. Nếu mình cất găng tay vô cực vô trong thì sao? Ui
À, mình biết rồi. Sức mạnh của găng tay vô cực đó chính là khiến cho mọi kẻ địch thế khiếp sợ, ngoại trừ mấy con nhện nè, lì lợm thôi. À, thì mình biết lý do tại sao rồi. Ừ, một phần chắc là vậy rồi các bạn ơi. Tiếp tục là vàng nè, mình sẽ tranh thủ mình lấy luôn nha. Chắc mình sẽ không quá lạm dụng cái găng tay vô cực đâu, tại vì nếu như vậy thì nó sẽ sao ta, bá đạo quá, nó sẽ mất vui các bạn ơi. Trời, phải chiến đấu thì nó mới hấp dẫn chứ, đúng không? Và đằng kia có con Skeleton kìa, nãy giờ chưa ha, khởi động chẳng ý nữa 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 nữa, nữa rồi. Sao mấy cái thiệt tình luôn á, gà mới đôi so bi gà zombie cưỡi gà mà đòi đòi chống với máy bay phản lực hả? Chống chống á, chống chống là mình cho ăn đòn liền. Rồi, và con Skeleton này đừng có bắn nữa, tại vì người sắp nằm xuống rồi đó. Ừ, như vậy thì ngôi làng này đơn giản chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa thấy cái mấy bác dân làng nào mà đổi vũ khí ta. Nãy giờ mình tìm cái bác dân làng mà đổi vũ khí từ Vibranium kìa. Lần trước mình thấy cái ngôi làng kia có một bác dân làng đổi một cây kiếm kẹo hay sao ấy, mà từ có một Vibranium thôi, rất là rẻ luôn. Con zombie này đi ra chỗ khác đi, đi ra chỗ khác đi, để coi coi mình còn món vũ khí nào không. À đây, cung đi, lâu rồi chưa dùng cung. Cho người biết sức mạnh, cung ultimate nè, cung ultimate nè. Người thích đội cung không? Úi, anh em nhà Skeleton với con zoom zoom bay baby này nữa, tối ngày đội cửa gà đi quýnh máy bay phản lực. Úi, úi. Lùng như vậy mà còn đi đụng gầy nữa, lùng mà sung nè. Úi, úi. Ủa, mấy con này nó chạy nhanh lắm các bạn ơi. Kiểu như nó không điều khiển được tốc độ của nó ấy. Ui coi kìa, nó không mạnh cho lắm nhưng mà được cái tốc độ nó cao thôi. Bó tay thiệt á. Rồi, vào trong này có gói vàng để cho mình lấy cái đã, thôi bỏ uổng lắm. Rồi, và có thêm gói vàng đi tìm tiếp mấy bác dân làng đổi vũ khí thôi. Mình muốn tìm một cái bác dân làng đổi cây kiếm kẹo để về tế tử thôi mà cũng khó khăn nữa. Còn Skeleton nghịch ngợm này. Ui, ủa tên lửa. Ai dâu, ai dâu. Ui, ui, ui. Ui, chưa, 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 chưa. Cháy, cháy, cháy. Cháy, cứu, cứu. Ừ, hết rồi, hên quá. Rồi, bác dân làng này có đổi không? Đổi bộ, ấy đổi thức ăn nè. Mình lấy ít thức ăn thôi, ủng hộ mấy bác dân làng như này luôn. Nãy giờ mình nói ủng hộ, mình chưa ủng hộ mấy bác này lần nào hết trơn á. Được 42 miếng luôn nè, sướng nha. Đổi đồ rất là rẻ luôn các bạn ơi. Đổi giấy lấy vài Vibranium nữa nè. Ui, chắc sắp tới phải làm mấy phao mía quá. Đổi cừu nữa, ủa, có, trên đó có cừu nữa kìa. Úi, cái gì đây? Cừu ninja à? Ui, cừu này hay vậy, chui tít trong cái tán cây núp luôn kìa. À, như vậy thì không sợ mấy con chó sói nó ăn thịt đâu các bạn ơi. Trong Minecraft á, những con sói rất là thích săn cừu luôn, mà núp như vậy thì mấy con sói nó cũng hay đứng ngoài nhìn trong cảnh bất lực thôi à. Đâu có thể chui vô trong cái lá cây để cắn bé cừu được đâu. Rồi, và tiếp tục đi tìm một bác dân làng khác coi. Ô, mà thiệt sự là ở đây không có mấy dân làng nào đổi 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 cái cây kiếm kẹo giống lần trước hả? Đổi lấy đá lửa nữa cả. Mình cần kẹo, ủa mình cần kiếm kẹo cơ. Ui, nhưng mà đó là mấy con creeper không thân thiện thì phải á. Mình thấy nó có màu xanh nghi lắm. Ê, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Ui ui, trời ơi, creeper trồng cây chuối. Creeper có tuyệt chiêu trồng cây chuối các bạn ơi. Con này nữa, chơi mà xuống hồ rồi mà vẫn thích cà khịa người khác hả? Bó tay thiệt. Ui, trong này có lợn creeper đặc biệt, đó chính là creeper trồng cây chuối các bạn ơi. Tuyệt chiêu trồng cây chuối tự tử chứ. Nè nè nè, chuẩn bị nè, mà quýnh thằng cái nó chết luôn rồi. Nó chưa chưa kịp trồng cây chuối nữa, để mình nhặt cái TNT mang về. Ui ui, creeper đâu ra hoài vậy? Ui, màn đêm ở dưới này lạ nha, có mấy lợn creeper kỳ quặc thiệt á, chơi ha, bay lên trời trồng cây chuối xuống nổ cái đùng luôn. À, bác này coi đổi cái gì nào, hình như mấy bác này bị lỗi skin hay sao ấy, mình thấy nó tàng hình luôn nè. Đổi gì đây, garlic hả? Để mình coi garlic là cái gì nhá. Garlic đây, ủa cái garlic cái này có phải củ tỏi không ta? Mình nhìn cái cục đó giống củ tỏi ghê luôn à. Và để rồi, nhưng mà đổi kiếm sắt hả? Ôi, kiếm sắt dởm lắm, mình cần kiếm kiếm kẹo cơ. Ui, chắc nguyên đêm nay mình không tìm được bác dân làng đổi kiếm kẹo luôn quá. Buồn rồi đó chứ. Nhưng mà sao, mình sẽ cố gắng đi tìm thêm một đoạn nữa coi coi có đủ may mắn để gặp được bác dân làng đổi kiếm kẹo không nhá. A few inches later. Ui, đổi cúp nữa nè, hình như dưới này có mấy bác dân làng Wakanda đổi. Ui,
Ở mắc của Ender nhưng mà mắc quá à, 8 cái vibranium lận. Tôi cần mấy bác nào đổi rẻ thôi. Cái này đổi len. Ở đây mình hỏi đồ có mấy nhiều bác dân làng lắm rồi mà không có bác nào đổi đi kiếm kẹo giống lần trước á. Buồn ghê luôn á, chắc mình phải quay lại cái ngôi làng Wakanda ở trên mặt đất quá. Chứ ngôi làng ở thế giới này nó không có rồi. Mấy bác này bán đồ không không có kiếm kẹo á. Rất là buồn luôn. Ok, thằng này vẫn còn một vài bác nữa nè, để hỏi nốt luôn coi biết đâu mấy bác trong mấy bác này có một bác đổi thì sao. Đổi hoa hả? Đổi vibranium. Đấy nè, cúp kẹo. Ủa nhưng mà mình làm gì có emerald? Trong túi mình sạch emerald rồi. Sao bao nhiêu lần mình vẫn không có mang theo được emerald, cay thiệt sự chứ. Giờ có ai đổi thêm một vibranium là đổi lấy một emerald mình cũng đổi luôn á. Chết không á chứ. Sao mình cứ quên mình mang theo emerald hoài nhờ, không hiểu sao luôn ấy. Mang theo mấy thứ kia mà không bao giờ đem theo emerald hết. Rồi kiểm tra nốt bên đây nhá. Hy vọng bên đây sẽ có. Đổi mũi tên. Đổi ba lô. Thôi xong rồi. Với tình hình này là có vẻ không có rồi các bạn ơi. Như vậy kiếm kẹo nó lại tạm thời xa chúng ta rồi. Ok, nãy giờ thì mình cũng khám phá khá là lâu rồi á, mà vẫn chưa có tìm được cây kiếm kẹo, nên thôi mình sẽ trở về để bắt đầu với công việc chế tạo giáp siêu nôm sau khi có được những cái vibranium mà mình tìm kiếm suốt trong thời gian qua. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu trở về nhà thôi nào. Trên đường về thì mình vô tình phát hiện một cái băng cướp đang đánh những cô bạn gái nè. Dám đánh mấy cô bạn gái hả? Ỷ cướp à, ăn hiếp mấy bạn gái nè. Ui nhưng mà như con tên cướp bị mấy bạn gái này dí đánh chết queo rồi. Mấy bạn gái này tay to lắm á, đụng phát nào là gà sát thương bắt đó đó các bạn ơi, chứ đừng có đùa. Ôi nhưng mà đây không có mấy bạn gái tóc đen nha. Ui có bạn này nè, nhưng mà xa nhà quá. Tại vì xa nhà quá thì mình không có dẫn về được á. Để mình nhớ coi. Ý không hẳn đâu, mình có cách, mình có cách. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái bông hoa trước đi. Ấy nhưng mà khoan, ở đây có hai cái lucky block luôn. Được nha, thử vận may. Đặt cái lít bát phía trên nè. Sau đó thử đập một phát coi coi rơi ra cái gì. Ui, nhân phẩm mình thấp tới vậy sao? Trời ơi, Lucky Block mà ra TNT luôn. Mình không tin. Lần này cho cái kiền của Captain America lên luôn. Rồi, và thử đập một cái. Không ngờ nhân phẩm mình cao tới vậy luôn các bạn ơi. Đập hai cái toàn ra đường chui thôi. Ủa tay thiệt á da. Bị chết rồi, robot bị làm chậm rồi. Đã nói rồi, gà thì không bao giờ đánh đánh lại máy bay phản lực đâu, nên đừng có quýnh nữa. Nhưng mà đau quá, để ăn trái táo cái đã. Ỷ đồng hiếp yếu hả? Ỷ đồng hiếp yếu hả? Ỷ đồng hiếp yếu. Rồi 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 các người em, có biết chuyện gì chưa? Ta đã hết bị mù lòa rồi đó. Và chịu thua đi. Ui nhưng mà cái đàn này đông thiệt á các bạn ơi. Giờ mình không không biết mình có. Đây nè, đây nè, gậy sấm sét nè. Các người có hiểu cảm giác bị sét đánh là như thế nào chưa? Nếu chưa thì hôm nay chào sẽ cho các người biết nha. Dám đánh hội đồng mình hả? Đánh hội đồng nữa đi. Bơi giữa biển nè, cho các người chết chùm luôn. Đi được cả đám rồi. Giờ mình sẽ kết liễu bằng những cái nhát kiếm của mình nhé. Nè nè nè, nhất là mấy con zumba lùng lùng này nè. Lùng mà sung nè. Rồi, giờ thì tới liên hoàng cung thôi. Cái con multi-may được một cái á, là có tốc độ lên cung rất là nhanh luôn các bạn ơi. Nên mình có thể bắn liên tục được giống như vậy nè. Và một hit là đi die luôn cái con zumba baby luôn ấy. Nên mình rất là thoải mái bắn. Đây, cầm đất đi đâu. Điềm hơn mà cầm đất đi á. Đi săn mình, bó tay thiệt luôn. Ủa mà chưa lay quay gì đó, trời tối. Đánh con đám này thôi mà trời đã tối thui luôn rồi các bạn ơi. Thiệt tình luôn á, nhân phẩm mình cao ghê luôn. Đập toàn ra cái gì đâu không. Và mấy cô bạn gái đấy thì chắc chắn mình sẽ quay trở lại để dẫn về nhà nhé. Nhưng mà giờ thì mình đang gặp một cái con robot trong máy móc nè. Giờ thì mình đã hết găng tay vô cực trên người rồi, nên nó đã bắt đầu đánh mình rồi các bạn ơi. Ben nè, quýnh người cái ben luôn. Dám bắn mình hả? Không biết nó có rơi ra thêm mấy cái xương không nữa. Nếu có xương thì càng tốt, mình sẽ mang về á. Có nè.
Vậy mình được hai cái xương rồi, kết hợp với nhà nữa là mình được bốn cái xương rồi đó. Chỉ còn khoảng bốn cái nữa thôi thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu nuôi khủng long máy móc rồi. Rồi bây giờ Thuần sẽ đi thêm một đoạn nữa trước khi trở về nhà nhá. Và sau một lúc thì cuối cùng mình cũng bay về nhà rồi các bạn ơi. Cảm giác về nhà sau một chuyến khám phá thật là tuyệt á. Nhưng mà có vẻ thế giới mình nó lót hơi nhiều thì phải, nên nó hơi lag á. Để bây giờ mình sẽ thoát ra vào đại để cho nó mượn mờ một xíu nhá. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiếp cái công việc trong ngày hôm nay thôi. Mình đã vào lại cũng như là dọn dẹp lại đồ rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo một bộ giáp siêu anh hùng mà hồi nãy mình có nhắc đến. Đó chính là Black Panther. Đây là một siêu anh hùng ở Wakanda nhá. Và công thức chế tạo bộ giáp siêu anh hùng này thì không có quá khó, nên mình sẽ bắt đầu chế tạo trong ngày hôm nay luôn. Đầu tiên thì mình cần phải làm ra những cái Black Claw đúng không? Và loại này thì hình như trong kho mình vẫn còn thì phải. Ui mình còn Black Wool thôi chứ không phải Black Claw các bạn ơi. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể chế tạo lại bằng cách cho thêm chỉ vào ấy. Đây mình sẽ làm ra thêm thật là nhiều những cái Black Claw nhá. Được 12 hả ta? 12 thì có vẻ hơi 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 thiếu á. Chắc là phải đi farm thêm chỉ rồi chứ tình hình này là không đủ chỉ chế tạo. Và ngoài ra thì cái nón thì mình cần phải có thêm hai tác electronic nữa. Loại này thì bình này mình vẫn còn nè, nên mình sẽ bắt đầu chế tạo luôn nhá. Đầu tiên là cái nón của Black Panther. Kế tiếp là đến cái phần áo đúng không? Và phần áo thì mình cần phải có thêm những khối vàng. Mà khối vàng thì mình có tìm được trong cái thế giới Wakanda khá là nhiều luôn, nên thoải mái mà sử dụng. Rồi, mình còn có bốn cái Black Claw thôi. Cái này là cần bốn cái nữa ta. Chết rồi, giờ mình lại thiếu chỉ rồi. Và cái rương bí mật này thì mình chỉ để một ít viên kim cương thôi à, chứ không có chỉ bên trong á. Mà cái con robot đó không biết mình có thể tiêu diệt để lấy cái chỉ không ta. Mình sợ con robot máy móc nó không có chỉ bên trong á. Ok, để bây giờ mình sẽ qua đó mình thử coi coi với sức mạnh của găng tay vô cực thì mình có thể phá hủy được cái con robot không nhá. Vì mình đang rất là cần chỉ luôn nên bắt buộc phải hy sinh một con robot rồi. Mong rằng con này có thể. Ê, chưa 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 chưa. Mình sẽ đổi sang cái viên đá sức mạnh cái đã. Viên đá sức mạnh. Đây, viên đá sức mạnh đây. Chết rồi. Nó không có rơi ra. Chỉ các bạn ơi, nó là máy móc á nên nó không có một một sợi chỉ bên trong luôn. Buồn thiệt sự. Nhưng mà không sao, mình đã có một con robot kiến để thay thế con robot nhện rồi. Tại vì có một số bạn rất là sợ con nhện nó luôn, nên mình cũng phải triệt hạ để mấy bạn đó không có sợ nữa. Giờ thay bằng con kiến đi. Ý, nhưng mà bây giờ mình mới ý là gần nhà mình nó có cái mạng nhện này nhá. Ok, để bây giờ mình sẽ lấy mấy cái mạng nhện này để có thêm chỉ nha các bạn. Ủa, cái mạng nhện này có từ hồi nào ta? À, thì ra mấy dân làng này đang bị kẹt trong nè. Sẵn đây mình sẽ giải cứu cho mấy bác dân làng luôn. À mình biết rồi. Các bạn có biết cái con đó là ta, Caterpillar không? Cái con đó giống như một con rết vậy á, nhưng mà nó rất là khổng lồ luôn. Nó chuyên đi ăn thịt mấy bác dân làng này nè, với cả là dân bằng nhện tùm lum á. Thì ra là vậy. Ui được thiệt sự, để bây giờ mình sẽ giải cứu cho mấy bác dân làng trong này luôn đi. Hèn gì không ra mình không thấy mấy bác dân làng này qua lại á. Chắc là một phần bị mấy con Caterpillar ăn thịt rồi. Mình nghĩ sắp tới mình nên đưa mấy bác dân làng đi xuống dưới lòng đất ở chung với mình luôn á, để cho an toàn hẳn, chứ phía bên trên này mình sợ mình không có bảo vệ nó được đâu. Còn một vài bác dân làng ưa ra bên ngoài vào ban đêm lắm á, nên rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ thì mình đã có thêm được những cái sợi chỉ rồi, nên nhanh chóng vào bên trong để tạo ra những cái Black Claw thôi. Rồi ấn nhanh theo công thức coi. Đây làm ra khoảng 1, 2, 2 lần nữa thôi là mình nghĩ là đủ rồi đó. Giờ thì làm thêm cái phần. Ê, cái này thì cần khối sắt đen. Khối sắt đen thì mình không có sắt đen bên trên người nữa. Không biết dưới kho này còn không ta? Để mình xuống dưới mình kiểm tra thử cái đã. Hy vọng là còn cái sắt đen nha, chưa hết là toàn. Ý đấy nè. Hên quá hên quá. Rồi giờ chế tạo sắt đen bên trong người luôn nè. Đặt ngang theo như vậy. Và tiếp theo là những cái Black Claw. Được thêm cái quần của Black Panther. Và cuối cùng là cái ổn thoi, được chế tạo từ Vibranium kết hợp với Black Claw. Rất là rẻ luôn á. Đây cái ổn giống như vậy. Nó như vậy thì chúng ta đã được một bộ giáp của siêu anh hùng báo đen rồi các bạn ơi. Và mình sẽ chọn dẹp đồ để cho kho đồ thật là trống trải, rồi sau đó tiếp tục test sức mạnh của bộ giáp của báo đen thôi. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thay thế bộ giáp Skytrax này bằng bộ giáp của Black Panther nhá. Không biết bộ giáp của báo đen này sẽ cho mình sức mạnh gì nữa. Giờ thì mình sẽ mặc vào thử nha. Đầu tiên là cái ổn thử xem.
Ôi, một cái ủng thôi, mình đã gần lắp đầy cái ống giáp của mình rồi kìa. Và cái đến là một cái quần, chắc chắn thì ống giáp sẽ được lắp đầy. Và cái tiếp là cái áo nè. Cuối cùng là một... Ui, và cái bộ giáp này, phần tay của mình có móng vuốt luôn kìa. Các bạn có để ý cái phần tay mình không? Có một cái móng vuốt á. Hai bên đều có móng vuốt luôn nha, rất là xịn sò. Và cuối cùng là cái nón. Ui, đây là bộ giáp của siêu anh hùng mà cơ thể mình sẽ đen thui thui lùi luôn nè. Có một xíu màu vàng kiểu như là ở phần cổ cũng như là phần tay và phần thắt lưng á. Và sức mạnh thì mình sẽ được búp tốc độ nè, rồi sức mạnh của cơ bắp và một cái hiệu ứng gì nữa mình cũng chưa rõ nữa. Chỉ có vậy thôi ta, kỹ năng thì không có kỹ năng nào luôn. Siêu anh hùng đến từ thế giới Wakanda dởm dữ vậy, chỉ có bộ giáp búp sức mạnh với miếng tốc độ hả? Ê, để bây giờ mình sẽ thử coi đục bao nhiêu hit để chết một con mantis này nhá. Còn mantis nè, một hit. Ui, mình đấm nó cái nó bị độc hay sao các bạn ơi, nè 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 nè. À, siêu anh hùng này là siêu anh hùng có khả năng đánh một phát cái địch bị độc, vậy là nó có nội tại thôi chứ nó không có kỹ năng cụ thể á, cũng được chứ bộ. Mình sẽ cho cái ui, nó quýnh bay lên không luôn. Ui, con này nó combo mình phát bay lên trên không luôn các bạn ơi. Ghê đó, ghê đó. Được thật sự, được thật sự. Và con này dám chống như mình. Cô tin đi ra để tôi, để tôi mà thịt cái con này. Này thì manh tích hả? Bộ sáp này tính ra cũng ok hết á, tại vì nó sẽ gây sát thương độc cho kẻ thù mà mình vừa tấn công á các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ vứt đi những thứ không cần thiết đi, chẳng hạn như cái này. Cái này thì mình có rồi mà cũng sẽ vứt nhá. Rồi, và sau đó thì mình phát hiện á, trong cái thùng đồ của mình vẫn còn một món có thể triệu hồi ra boss thì phải. Mình biết phải không ta? Đằng trước. Đây nè, đây nè. Cái Master of Fear nè, cái này là triệu hồi ra con boss. Scarecrow. Mình đọc tiếng Anh nó hơi lỡ một xíu các bạn không cảm nhé. Rồi giờ thì ra ngoài và test thử coi. Không biết sao từ khi mình về thế giới Wakanda cái phần map của mình nó nặng hay sao ấy mà nó cứ lâu lâu nó giật hoài à, buồn ghê luôn á. Rồi giờ thì triệu hồi ra con này, nhưng mà phải xa xa nhà tí để tránh ngợp nó phát nổ rồi hư nhà của mình á thì ổn lắm. Chuẩn bị xuất hiện đi. Ui, chết rồi. À tên, trời ơi cái tên này. Ui, đánh cô tiền, dám đánh cô tiền hả? Ui, nó quýnh mình bị chóng mặt rồi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Ngươi con ngu xuống đây. À da, à da. Không quýnh mình lên bờ xuống ruộng luôn ấy. Mà tên này chơi, đừng cái chơi đánh mù mình không, à đánh được rồi nè, được một hết thôi. Ui, mù lò có tấn công à. Thiệt tình luôn á, hắn đánh ngủm cô tỏi cô tiên luôn rồi. Chúng mình phải chừng trị hắn bằng một món phù kỹ thôi, chứ đánh thường của mình không có tới hắn các bạn ơi. Ui kìa 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 kìa. Ui nó vậy còn bị chóng mặt nữa. Con boss này cấp độ độ khó cấp độ 1 thôi, nhưng mà sao khó đánh vậy ta? Đánh công tấn công tầm gần cũng được rồi, dùng dùng cũng thôi. Ui mà bắn hai cái nó gần chết mất tiêu rồi. Thôi cho tôi đánh thường cái đi ông ơi, đừng có chết gì cháy nha. À đây rồi, cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi. Ngẫm, ui trời, sao cái đánh không tới nha. Này thì chóng nè. Dám chống với mình hả? Và khi đánh thắng thì nó sẽ rơi ra một cái fear toxin dùng để chế tạo một bộ giáp. À, bộ giáp của tên tên đó luôn cũng được quá chứ, nhưng mà set đồ này thì chỉ có hai món thôi các bạn ơi, cái phần nón với phần áo thôi hả. Công thức cái này có làm được không? À, cái này cũng có thể chế tạo được nhá, nên cũng không cần quá lo lắng. Ui, tự nhiên test bộ giáp mà ảnh hưởng một cô tiên phải ra đi rồi. Ui, nhưng mà may quá vẫn còn một cô tiên khác gần cái ngôi làng của mình. Được thiệt sự nha. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có thể tìm được cái loại khoáng sản đó chính là Vibranium, và cũng như là chế tạo được bộ giáp của siêu anh hùng báo đen á. Bộ giáp này thì đơn thuần chỉ là cho mình sức mạnh cũng như tốc độ, ngoài ra kèm theo hiệu ứng độc khi mà mình tấn công một mục tiêu chưa có mặc giáp gì thôi. Mình thấy nó cũng khá là ok á. Nhưng mà về vẻ đẹp thì bộ giáp này mình đánh giá không cao, tại vì bộ giáp này mặc vô mình đen thui tù lùi. Khá là kỳ luôn á. Rồi, và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng sử dụng cái số Vibranium mà mình tìm được trong chuyến khám phá ngày hôm nay nè, để sử dụng vào việc chế tạo những bộ giáp xịn sò hơn và tiếp tục chuyến khám phá trong thế giới siêu anh hùng nhá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.